Chương 9: Dược lão, luyện dược sư. Nghe vậy, Tiêu Viêm rùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày, tại đấu khí đại lục, chỉ cần là người, đều muốn trở thành luyện dược sư, nhưng nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao? Mấy cái điều kiện hà khắc. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm ngẩng mạnh đầu, há hốc miệng, ta đạt yêu cầu. Phi thường hân thưởng thần sắc hỗn loạn bao gồm mừng như điên cùng chờ đợi của Tiêu Viêm, lão giả vuốt râu ra vẻ suy nghĩ một chút. Lại dò xét một phen, tự hồ có chút khó xử thở dài, tuy miễn cưỡng coi như có tư cách, bất quá ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình A. À. Ai, được rồi, coi như là đền bù cho ngươi đi. Liếc mắt nhìn lão giả vẽ mặt miễn cưỡng, trong lòng tiêu viêm phát giác lão gia hỏa nói miễn cưỡng đủ tư cách có điểm giả dối, bất quá hắn lúc này cũng không hỏi thêm, trong lúc vui vẻ, vẫn còn có vài phần hoài nghi, cho dù ta đạt tới điều kiện nhưng luyện dược sư bình thường đều do lão sư tự tay dạy, ngươi, chẳng lẽ cũng là một vị luyện dược sư? Nhìn tiêu viêm khuôn mặt tràn đầy hoài nghi, lão giả hắc hắc cười, ngực khẽ ưỡng lên, trong thanh âm cũng ẩn ẩn lộ ra một cổ kiêu ngạo, đúng vậy, ta chính là một luyện dược sư. Chớp mắt một cái. Ánh mắt tiêu viêm nhìn lão giả cũng thay đổi, luyện dược sư A, đó chính là hy hữu sinh vật. Lão tiên sinh, xin hỏi một chút, Ngày trước kia là mấy phẩm luyện dược sư. Tiêu viêm liếm liếm môi, non nớt thanh âm thêm một phần khách khí. Đấu khí đại lục, luyện dược sư tuy rất ít, bất quá vì thân phận tôn quý, nên cũng có cấp bậc chế độ rõ ràng, từ thấp đến cao, chia làm chính phẩm. Chủ nhân của tụ khí tán mà Nạp Lan yên nhiên mang đến chính là Đan Vương Cổ Hà, là một lục phẩm luyện dược sư, tại luyện dược giới của gia mã đế quốc có thể nói là đệ nhất. Mấy phẩm? Hắc hắc, Nhớ không rõ nữa. Ai? Tiểu tử, cuối cùng ngươi có học hay không a? À? Lắc lắc đầu, bỗng nhiên lão giả có điểm không kiên nhẫn hỏi. Học, học. Tiêu Viêm không hề do dự, vội vàng gật đầu, luyện dược sư, cho dù là tại thế lực lớn như Vân Lam Tông cũng phải cung phụng trân quý cấp bậc nhân vật a, khắc hắc, nguyện ý. Nguyện ý thì mau bái sư đi. Lão giả khoanh chân ngồi trên một tảng đá, gian trá cười nói, còn phải bái sư sao lời thừa ngươi không bái sư còn muốn ta khuynh nang tương thụ nằm mơ sao lão giả ném cho tiêu viêm một cái trừng mắt hiển nhiên tính tình cổ hủ lão nhân rất để ý đến thầy trò quan hệ bất đắc dĩ liếm liếm miệng vì trở thành một luyện dược sư tôn quý tiêu viêm cũng đành phải cung kính tiến hành bái sư lễ với lão giả nghiêm mặt tiếp nhận lễ số của tiêu viêm lão giả bay mới hài lòng gật gật đầu trong thanh âm cũng thêm vài phần thân thiết ta tên dược lão lai lịch của ta bây giờ còn chưa nên nói cho ngươi tránh làm ngươi phân tâm ngươi chỉ cần biết giống cái tên xưng là đan vương kia thật ra cũng chỉ là một cái rắm khóe miệng một trận run rẩy tiêu viêm nhìn lão giả tùy ý bộ dáng lời vừa muốn nói ra lại nuốt xuống lão nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào danh chấn gia mã đế quốc đan vương cổ hà là cái rắm nếu nói lời này ra chỉ sợ sẽ bị cả gia mã đế quốc cười nhạo thành người bị thần kinh đi. hít nhẹ một hơi, áp chế khiếp sợ trong lòng, tiêu viêm di chuyển ánh mắt, cười hắc hắc nói, không biết lão sư định dùng biện pháp gì giúp ta một năm đạt đến thất đoạn đấu khí. tuy ba năm nay đấu khí của ngươi một mực lui lại, nhưng cũng vì vậy mới đem đến căng cơ vững chắc hơn người bình thường. tu luyện đấu khí, căng cơ là quan trọng nhất. sau này ngươi sẽ cảm nhận được ba năm thực yếu đi đem rất nhiều chỗ tốt đến cho ngươi nụ cười của dược lão chậm rãi thu liễm nghiêm mặt nói tiêu viêm có chút ngạc nhiên hắn quả thật không biết thực lực lui lại có thể mang đến cái gì chỗ tốt vậy khi nào mới dạy ta luyện dược thuật a tiêu viêm chuyển đông con ngươi đem chú ý chuyển đến việc trọng yếu nhất muốn trở thành luyện dược sư cần phải có hỏa diễm đấu khí chống đỡ cho nên trước khi học tập luyện dược thuật ngươi ít nhất phải trở thành một đấu giả cùng với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Hỏa thuộc tính công pháp. Hắc hắc, lão sư, một khí ta đã là đệ tử của ngươi, vậy ngươi lấy vài quyển thiên giai hỏa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện chứ? Tiêu viêm giơ tay ra. Cười nói. Quỷ xã, ngươi cho thiên giai công pháp là cỏ dại trên đất A. Miệng ngươi sinh ra để làm gì? Nghe vậy, dược lão khuôn mặt trung lên, dở khóc dở cười mắng. Lão đầu, một khi đã gia nhập môn hạ của ngươi, chẳng nhẽ vẫn bắt ta phải đi tìm công pháp trong gia tộc chắc. Công pháp đứng đầu hỏa thuộc tính của gia tộc, theo ta nhớ cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, việc này cũng quá ngươi cũng quá keo kiệt a. À. Khuôn mặt của tiêu viêm, rất là buồn bực. Tiểu tể tử, là lão sư, không phải lão đầu. Bị cách xưng hô của tiêu viêm làm tức giận đến mở to mắt, dược lão không nghĩ đến tiểu gia hỏa này vừa bái sư xong đã xưng hô như cũ. Hừ, một khi đã gia nhập môn hạ của ta, tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi, thiên giai công pháp, ta không có. Bất quá ta có công pháp so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, ngươi muốn học hay không? Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt dược lão bỗng nhiên tràn đầy mưu mô. So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn. Trong lòng nhảy dựng lên, tiêu viêm nuốt một ngụm nước miếng, con ngươi màu đen lẳng lẽ nóng cháy, đó là công pháp cấp bậc nào? Hoàng giai sơ cấp. Dược lão mỉm cười, làm khuôn mặt tiêu viêm nhất thời cứng nhắc lại. Lão đầu, ngươi lừa ta. Một lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng thiếu niên phẫn nộ rít cao. Nhìn tiểu gia hỏa trước mặt tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, dược lão đắc ý cười, có thể đem tiêu viêm bình tĩnh như một tiểu yêu quái tức thành bộ dáng này, hắn thật sự rất có thành tựu cảm giác công pháp kia có gì quỷ dị? Trừng mắt nhìn dược lão hài hước khuôn mặt, tiêu viêm bỗng nhiên im lặng, nhíu mày hỏi. Nó có thể tiến hóa? Thoáng trầm mặt, dược lão mỉm cười nói. Đồng tử co rụt lại, hai mắt tiêu viêm chớp cũng không chớp nhìn dược lão trước mặt, một lúc sau, mới lắc lắc đầu, không có khả năng. Ta chưa nghe nói qua công pháp nào có khả năng tiến hóa. Thiết, tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân dị sự số bất thắng số. Trong mắt một cái tiểu gia hỏa chưa từng đi khỏi gia mã đế quốc như ngươi, việc không thể xảy ra, nhiều như biển. Dược lão khinh thường châm chọc. Tiêu Viêm bị kìm hãm, lại lập tức không phục nói, chẳng lẽ ngươi đã nghe nói qua có công pháp có thể tiến hóa? Dược lão nụ cười cứng lại, một lát sau mới cười lắc đầu, nói, bởi vì không có, nên mới có thể biểu hiện ra cái độc đáo của nó a. À? thực sự có thể tiến hóa. Nhìn dược lão, tiêu viêm nhịn không được lại mở miệng hỏi. Thực sự có thể tiến hóa. Dược lão phi thường khẳng định gật đầu. Ngươi từng tu luyện. Tiêu viêm lại hỏi. Ách. Chưa từng. Dược lão kiền tiếu lắc đầu. Vậy đã có ai từng tu luyện? Ách, không có. Trên trán, gân xanh hiện ra, tay tiêu viêm gắt gao nắm vào nhau, Cố nén xúc động muốn đấm một phát, thanh âm áp lực tức giận, chưa ai tu luyện qua. Vậy vì sao ngươi biết nó có thể tiến hóa? Vì trên công pháp giới thiệu như vậy. Dược Lão Sang Sang cười, thực sự có loại công pháp như vậy. Mày gắt gao nhíu lại, Tiêu Viêm trù trừ một lát, sau đó mới chuyển đen nhánh con ngươi, nói, có thể để ta xem không? Hắc hắc, cười quái dị nhìn lướt qua Tiêu Viêm sắc mặt tò mò. Dược lão khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên lại chuyển lời nói, tính toán một chút, ngươi bây giờ xem cũng không có tác dụng, vẫn nên chờ đến khi trở thành một đấu giả, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng tiêu viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong hàm răng bước ra hai chữ, ngươi ngoan. Sảng khoái cười to vài tiếng, dược lão vô thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của tiêu viêm, cười nói, nhiệm vụ hiện nay chính là trong một năm đem đấu khí cảo ngươi tu luyện đến bảy đoạn, ngươi có biện pháp gì? Tiêu viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ với thần bí công pháp kia, cắn răng hỏi. sơ đoạn đấu khí tu luyện chủ yếu là mở rộng kinh mạch, đoán tạo thân thể, cường hóa mạch lạc, tạo ra căng cơ để ngưng tụ đấu khí sau này. vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt cùng dễ dàng tố tạo nhất, cho nên trình tự tu luyện này phải tuần tự mà tiến, không thể nhờ ngoại lực nâng đỡ nếu không đấu khí sau này trở nên cường đại thì kinh mạch sẽ không chịu nổi cường đại đấu khí trùng kích mà đoạn mạch nhân vong. Dược lão thần sắc ngưng trọng nói. Đối với việc này, tiêu viêm cũng hiểu được, trong 3 năm hắn trở thành phế vật, phụ thân hắn vì nóng vội mà muốn mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể. Bất quá mỗi lần đều tại lúc khẩn yếu quan đầu mà thất bại, cho nên tiêu viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó. Dược lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh tiêu viêm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói, đối với những người khác thì như vậy, nhưng ngươi thì bất đồng, trụ cột của cơ thể ngươi đã từ 3 năm trước đã vô cùng kiên cố, hơn nữa trong 3 năm này ngươi cũng cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện, cho nên trụ cột hiện tại của ngươi, vi sư có thể không khách khí nói, phi thường tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực đề cao thực lực của ta? Ví dụ như ăn đan dược tiêu viêm con mắt chuyển động. Không sai biệt lắm, bất quá, lấy kinh mạch cứng cỏi trình độ của ngươi, cũng không thể chịu nổi bất kỳ loại đan dược nào trùng kích, cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể. Dược lão nhàn nhạt cười nói. Cấp thấp nhất là tụ khí tán. Ngón tay run rẩy, tiêu viêm có chút trắng giả mắt, kỳ dược tại gia mã đế quốc có thể bán đến thiên giới, đến trong miệng thần bí lão sư của mình lại trở thành thứ thấp cấp nhất, hai loại khác biệt này làm tiêu viêm thực sự kinh ngạc. Vậy ngài có biện pháp gì? Thầm hít một hơi, tiêu viêm khôi phụ bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói. a à a à, hiệu lực của đan dược rất lớn. Dễ làm tổn thương kinh mạch, cho nên chúng ta phải dùng càng ôn hòa phương thức. Dược lão mỉm cười nói, ngày mai, ngươi chuẩn bị ba cây dịp lan thảo tuổi càng lớn càng tốt, còn có hai gốc tẩy cốt hoa, cái này độ tuổi tùy ý, Nga, đúng rồi, còn phải có một viên một hệ một cấp ma hạch. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, ngươi có thể kiếm được. Có người lên đây, ta về giới chỉ trước. Mặt khác, đừng để bất cứ ai biết sự tồn tại của ta, kể cả người mà ngươi thân cận nhất. Nói xong, dược lão cũng bất kể tiêu viêm miệng càng ngày càng mở lớn, lập tức tiến vào hắc sắc giới chỉ. Giới chỉ khẽ rung lên, chuẩn xác đeo trên ngón tay của tiêu viêm. Ba cây hoàn chỉnh tử diệp lan thảo. Hai gốc tẩy cốt hoa. Một cái một hệ một cấp ma hạch. Lão gia hỏa, ngươi cho ta là vương tử của hoàng thất sao? Vài thứ này cộng lại, ít nhất là một ngàn kim tệ A. Ta nhiều năm tiết kiệm cũng bất quá mới có 400 kim tệ, vừa đủ mua một viên ma hạch một cấp A. Tiêu viêm trừng mắt thật lớn, đối với giới chỉ quát to. Đó là việc của ngươi, hắc hắc, ta chỉ có trách nhiệm làm ra ôm dưỡng linh dịch, người khác muốn mua cũng không được cho ngươi bỏ tiền mua một ít tài liệu cũng đau lòng thành bộ dáng này. Dược lão hài hước thanh âm tại trong lòng tiêu viêm vang lên. Mẹ nó, thứ luyện dược sư làm ra đích thực nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được. Tiêu viêm bất giác dĩ cười khổ một tiếng, hắn tại tiêu gia mỗi tháng lĩnh tiền tiêu, cũng có không ít, mỗi lần 20 kim tệ. Bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể no bụng một năm, nhưng lấy số tiền này mua tài liệu như dược lão nói quả thật chính là cửu ngưu nhất mau, không đáng kể mà thôi, cái này chính là trên lệch. Ai chỉ có thể đi vay người khác? Buồn bực thở dài một tiếng, tiêu viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh trước kia, quay đầu lại nhìn sơn đạo phía dưới. Một thân ảnh màu tím giống như tinh linh nhẹ nhàng mà đến. Chương 10, tá tiễn. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sơn nham, tiêu huân nhi giống như một con bướm màu tím mạng dịu dáng người hiện ra đường mê người đường cong nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi đầu ngẩng lên ánh mắt quét về phía thiếu niên đứng bên cạnh vách núi nhìn thiếu niên huân nhi có chút ngẩn ra tuy chỉ nửa ngày không gặp bất quá nàng cũng nhìn ra được tiêu viêm bây giờ hình như so với trước kia thêm một cái gì đó khi hai mắt gặp nhau huân nhi rốt cuộc cũng cảm thấy thiếu niên có thêm cái gì đó là tự tin sau ba năm quan hoàng sáng chói nhất của thiếu niên rốt cục cũng quay lại có chút mê say nhìn nụ cười như ẩn như hiện của thiếu niên trên má tiêu huân nhi hiện ra hai cái má lúng đồng tiền đáng yêu cười yếu ớt nói nhìn bộ dáng hiện tại của tiêu viêm ca ca hình như không cần huân nhi đến an ủi người trải qua đã kích chẳng phải sẽ trưởng thành sao tiêu viêm nhún vai cười nói nàng nhất định sẽ phải hối hận huân nhi mân mê miệng cười nhẹ nói bộ dáng chắc chắn tựa như đang thẩm phán tiêu viêm nhàn nhạt cười tùy ý phủi phủi quần áo đi về hướng cô gái đi đến bên cạnh cười nhìn tiêu hương nhi đã cao gần bằng mình ánh mắt lại chuyển đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia trong lòng tiêu viêm bỗng có chút hoảng hốt đứa trẻ năm đó mũi chảy nước không mặc quần chạy theo mình đòi đi chơi hôm nay lại xinh đẹp động lòng ngươi như vây nhẹ nhàng cười cười thiếu niên ánh mắt ôn hòa bàn tay không thách khí nhéo nhéo khuôn mặt kinh ngạc của thiếu nữ cười nói huân nhi đã lớn a à, bất quá đừng quên tiêu viêm ca ca trước kia vì hái quả cho ngươi mà cả người bầm tím chật vật bộ dáng bị hành động thân mật của tiêu viêm làm sửng sốt sau một lúc con ngươi linh động trong suốt nhìn vào đôi mắt đen nhánh không mang theo chút tạp chất nào trong lòng huân nhi nhẹ nhàng cười lúc còn bé hắn thích nhéo khuôn mặt tròn trĩnh của mình nhưng từ ba năm trước sau chuyện đó trong lòng hắn như có một bức tường, đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài, cho dù mình có cố gắng như thế nào, đều sẽ bị thái độ không lạnh không nóng của hắn phải chán nản rời đi. Hắn thực sự đã trở lại. Bất quá, hắn vẫn đem ta trở thành thí trùng như lúc còn bé, thật sự là một tên đầu gỗ. Nhẹ nhàng quệt quệt miệng, Huân Nhi lập tức lại trách cứ mình quá tham lam. Huân Nhi, ba năm nay, đừng trách tiêu viêm ca ca, đoạn thời gian đó, ta sống ngơ ngơ ngát ngát, bất quá còn tốt có ngươi ở bên cạnh tiêu viêm có chút xấu hổ gãi gãi đầu xin lỗi nói huân nhi ngọt ngào cười ba năm nay chịu một ít ủy khuất tại tiếng giải thích sanh sáp của thiếu niên nhất thời tan thành mây khói khái đúng rồi huân nhi trong tay ngươi còn bao nhiêu tiền a à? buông khuôn mặt mềm mại trong tay ra tiêu viêm bỗng nhiên kiền tiếu hỏi ở trong gia tộc ngoại trừ phụ thân cũng chỉ có Hương Nhi cùng hắn có quan hệ tốt. Hôm nay đã làm phụ thân mất mặt như vậy, hắn cũng không có mặt mũi đi tìm phụ thân vay tiền, cho nên đành phải đem ý niệm chuyển sang Hương Nhi. Tiền. Chớp đôi mắt trong suốt, Hương Nhi ngạc nhiên nói, tiêu viêm ca ca cần tiền sao? Thái. Muốn mua một số thứ, còn thiếu một chút. Tiêu viêm đỏ mặt, đây là lần đầu hắn vay tiền nữ hài tử A, lần đầu thấy ngày thường lạnh nhạt tiêu viêm ca ca lộ ra cũng bách bộ dáng, tiêu huân nhi nhất thời có chút mở rộng nhãn giới, che miệng cười duyên nói, ta còn hơn một ngàn kim tệ, có đủ không? Nếu không đủ. Trong lúc nói, bàn tay để tại phía sau của huân nhi ngón tay khẽ động, một cái tử kim tạp phiến đột ngột xuất hiện giữa hai ngón tay, trên tạp phiến có năm đạo sóng gợn màu sắc khác nhau. Ngũ văn tử kim tạp, tại đấu khí đại lục, ít nhất phải là đấu linh thực lực mới có tư cách dùng loại kim tạp đại biểu thân phận này. Đương nhiên, một ít siêu nhiên thế lực cũng có loại tư cách này. Đủ rồi, đủ rồi. Vui mừng gật gật đầu, tiêu viêm lại nhịn không được muốn véo khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi, bất quá cũng mạnh mẽ dừng lại. Yên tâm, sau này ta sẽ đem tiền trả lại ngươi. Vỗ vỗ ngực, tiêu viêm hứa hẹn nói. Ai cần ngươi trả? Miệng nhếch lên, tử kim tạp sau lưng huân nhi cũng bị nàng nhanh chóng thu lại. Đi thôi, trời sắp tối rồi, ngày mai ta đưa ngươi đi dạo ô thản thành. Tiêu viêm đối với thiếu nữ phất phất tay, hưng phấn đi trước xuống chân núi. Đứng tại chỗ, huân nhi mỉm cười đưa mắt nhìn thiếu niên đã hồi phục lại dáng vẻ tiêu sái ba năm trước. Nhẹ nhàng cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, nạp lan yên nhiên, ta cuối cùng nên hận ngươi, hay nên cảm tạ ngươi. Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào trên người thiếu niên đang khoanh chân tu luyện, rất ấm áp. Hô! Tỉnh tọa một lúc lâu sau, tiêu viêm hít một hơi thật sâu, một dòng khí nhàn nhạt, mắt thường có thể thấy, theo miệng mũi, đi vào trong thân thể, ôm dưỡng cốt cách. Đôi mắt đột nhiên mở, bạch quang trong mắt bắn ra, tiêu viêm vương vai một cái, thần tình say mê, chính là cảm giác này, 3 năm A, cảm giác mạnh lên rốt cuộc đã trở lại. Chậm rãi xuống giường, Hoạt động thân thể một chút. Sau đó thay đổi một thân quần áo, ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến thanh âm dễ nghe của Hương Nhi, Tiêu Viêm ca ca còn chưa dậy. Nhà đầu này tới thật sớm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm xoay người, tại trong ngăn tủ tìm tòi một lúc, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận mở ra, nhất thời một mảnh kim quang bắn ra, làm hai mắt Tiêu Viêm khẽ nheo lại. Đây chính là toàn bộ tài sản của ta a. À ông lấy hộp tiền, tiêu viêm cười khổ lắc đầu. Đẩy cửa đi ra, nhìn thanh xuân thiếu nữ đứng trước cửa, tiêu viêm không khỏi nhẹ nhàng cười một cái. Huân Nhi hôm nay, thay đổi một bộ trang sức màu xanh nhạt. Thanh đạm nhanh sắc, lại khiến cho thiếu nữ thêm vài phần thanh thuần, một cái quần dài bó sát chân, đem mảnh khảnh thon dài đùi đẹp bao lại, lộ ra đường cong. Chân dài, kiều đồn, bộ ngực đang phát dục, Huân Nhi hiện tại, không thể nghi ngờ rất giống diệu linh thiếu nữ trên địa cầu, tràn ngập sức sống cùng mê người thanh xuân hơi thở. Đương nhiên, không thể không nói đến cổ đạm nhã độc đáo khí chất, tiêu viêm cũng chưa từng thấy qua tại các thiếu nữ khác. Cái này, là thứ ngươi cần. Nhìn tiêu viêm đi ra, Huân Nhi cười đưa ra tạp phiến màu đen, đây là tồn kim tạp bình thường, giá trị lớn nhất không thể vượt qua 5.000 kim tệ. Tiện tay cầm lấy hát tạp, tiêu viêm treo gẹo nói, tiểu ni tử mặt đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò cùng người khác sao? Phải a, à, phải a, à, đây là lần đầu tiên trong 3 năm tiêu viêm ca ca mời ta cùng ra ngoài, huân nhi rất thụ sủng nhược kinh nha, đương nhiên phải mặt đẹp một chút. Tiêu viêm thân mật trêu chọc, làm huân nhi đôi mắt hiếp thành hình bán nguyệt, cười duyên nói. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiêu viêm tâm tình đại hảo, cũng là cười vài, hai người vừa đi vừa nói chuyện, nửa đường cũng gặp một ít tộc nhân, nhìn thấy hắn cùng Huân Nhi thân mật đàm tiếu bộ dáng, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Huân Nhi hiện tại, vô luận là xinh đẹp hay thiên phú, đều là viên minh châu sáng nhất trong đám người tuổi trẻ của gia tộc, bình thường đều ôn nhã hòa khí, bất quá ở đằng sau nụ cười nhàn nhạt đó, cũng ẩn chứa một cổ lạnh lùng, cùng nàng chào hỏi, dễ dàng, muốn nói chuyện thêm, rất khó. Không để ý đến thần sắc của mấy cái tộc nhân, tiêu viêm dẫn Huân Nhi trực tiếp ra khỏi gia tộc, sau đó thả chậm tốc độ, nhàn nhã đi dạo trên đường. Ô Thản Thành không hổ là một trong những đại thành thị của gia mã đế quốc, nhân khí cực kỳ thịnh vượng, tuy mặt trời rất chói chang, nhưng trên đường cái. Dòng người mãnh liệt, thậm chí ngẫu nhiên còn thấy một ít kỳ dị chủng tộc. Có lẽ do có tiêu viêm làm bạn, sau khi ra khỏi gia tộc, Huân Nhi trở nên hoạt bát rất nhiều, lôi kéo bất đắc dĩ tiêu viêm, không ngừng chạy đi chạy lại, tiếng thiếu nữ nhẹ nhàng cười duyên, làm nóng bức ngã tư thêm vài phần thanh lương. Sau khi Huân Nhi chơi chán, tiêu viêm mới mang theo nàng đi tìm dược tài điếm gần đó, bỏ ra 900 kim tệ, mua 3 gốc 20 năm tử diệp lan thảo cùng với hai gốc tẩy cốt hoa, mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể mua được, đương nhiên, nếu muốn tài liệu cao cấp, chỉ có thể tự mình đi tìm hoặc là đi phường thợ, đấu giá hội mấy địa phương. Nhìn tài sản còn lại trong tay, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu được tiền tại đấu khí đại lục có bao nhiêu trọng yếu. Dược tài tới tay, thứ duy nhất còn thiếu đó là một cái nhất cấp một hệ ma hạch. Chương 11, Phường thị. Ma hạch, ở trên đấu khí đại lục cũng được gọi là ma tinh. Tên như ý nghĩa, đây là một loại năng lượng tinh hạch bên trong cơ thể ma thú, bên trong tràn ngập thiên địa năng lượng cực kỳ cuồng bạo, đối với loài a năng lượng này cho dù là một đấu vương cũng không dám mạo hiểm bạo thể nguy hiểm. Đem nó mạnh mẽ hút vào. Tuy ma hạch không thể trực tiếp hấp thu, bất quá nó cũng là tài liệu chính không thể thiếu khi luyện dược. Ma hạch trải qua bí pháp của luyện sư luyện chế, sẽ thần kỳ bị một số dược thảo trung hòa cùng bạo thuộc tính, cuối cùng trở thành các loại linh dược tăng lên thực lực làm mọi người mơ ước, giá cả nhất thời tăng vọt. Còn có, ma hạch còn có thể gia trì trên vũ khí, vũ khí được ma hạch gia trì. Phá hư lực không chỉ tăng thêm một bậc, mà còn có tăng phúc đấu khí mê người đặc hiệu, rất được đấu giả giai tầng trên đấu khí đại lục truy đuổi. Đương nhiên, trừ vũ khí, ma hạch cũng có thể gia trì trên khôi giáp và một số vật phẩm, giúp chủ nhân mang đến phòng ngự lực mạnh mẽ, giúp cho người ta lúc đối mặt với nguy hiểm thì có thêm vài phần bảo hộ sinh mạng. Nhiều đặc hiệu như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho ma hạch trở thành tài liệu được đấu khí đại lục hoan nghênh nhất, không chỉ có đấu giả ngay cả luyện dược sư tôn quý, cũng thường xuyên đi khắp mọi nơi tìm kiếm cao cấp ma hạch, để luyện chế đang dược cấp bậc càng cao. Dưới tác động của loại triều lưu này, ma hạch trên đại lục, cơ hồ hàng năm đều ở trạng thái không đủ đáp ứng nhu cầu. Ma hạch cao cấp bậc chỉ cần xuất hiện tại đấu giá hội hoặc các nơi khác, lập tức sẽ bị người ra giá cao mua đi. Sự quý giá của ma hạch tự nhiên sẽ tạo nên rất nhiều dòng binh đoàn chuyên lấy việc giết ma thú mà sống, bất quá, thu được ma hạch, cũng không phải là một việc dễ. Đầu tiên, ma thú không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa dị thường xảo trám bởi vì bản tính hung ác cùng với cách công kích đặc thù, ma thú thường mạnh hơn so với đồng cấp bậc nhân loại cường giả. Cho nên, muốn một mình giết chết một ma thú đồng cấp, không có thực lực xuất chúng, rất dễ trộn gà không được mà còn mất gạo, giờ gờ, nguyên văn là thâu kê bất thành thực bả mễ. Không rõ lắm nên dịch tạm như vậy. Tiếp theo, cũng không phải trong cơ thể ma thú nào cũng có ma hạch loại năng lượng kết tinh này, giống như một loại tỷ lệ, đôi khi, một dòng binh đoàn lấy một nửa số người bị thương để đánh chết một con ma thú, nói không chừng, sẽ không có thu hoạch gì, loại việc này, tại đấu khí đại lục cũng không phải lần đầu tiên, không tính là ngạc nhiên. Bởi vậy, giá của ma hạch trên đấu khí đại lục đều là rất cao. Mang theo Hương Nhi đi trên ngã tư đường một lúc, cuối cùng tiến vào một trung hình khu buôn bán ở phía Nam Thành, loại trung hình khu buôn bán này. Trong Ô Thản Thành cũng chỉ có vài cái, phân biệt bị Tam đại gia tộc nắm giữ, Tiêu Viêm đến phường thị này là nơi Tiêu gia bọn họ nắm giữ. Nói là nắm giữ, còn không bằng nói là duy trì trật tự và an toàn của khu buôn bán, mà thù lao là của dông binh hoặc thương nhân, sau khi giao dịch hoặc mở cửa hàng sẽ phải nộp thuế cho gia tộc, giờ gờ, nói đi nói lại, cuối cùng là nghề bảo kê, đây là quy củ của đấu khí đại lục từ trước đến nay cũng rất ít thấy có người đến đảo loạn. Từ cửa của khu buôn bán đi vào, còn có hai hộ vệ của tiêu gia, bọn họ hiển nhiên cũng biết hai người tiêu viêm. Nhìn bọn họ đi đến, đều là ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng không người. Khẽ gật đầu, tiêu viêm lập tức đi vào, nhìn dòng người đi lại không thôi kia, nhìn không được liếm liếm môi, khó trách gia tộc quản lý khu buôn bán nghiêm khắc hơn, lợi nhuận từ nhân khí, chỉ sợ sẽ không ít. Tam thiếu gia, Vương nhi tiểu thư, các ngài đến khu buôn bán là để mua vài vật sao? Lúc hai người bị lườm người làm hoa mắt, thanh âm cung kính từ phía sau truyền đến. Nghe thanh âm này, Tiêu Viêm quay đầu lại, bảy tám đại hán mặc tiêu gia thống nhất trang phục đang đứng, mà người nói chuyện là một vị đầu lĩnh 30 tuổi tráng niên nam tử. Trên ngực nam tử đeo một cái huy chương, trên huy chương có sáu viên kim tinh, hiển nhiên, hắn là một lục tinh đấu giả nhìn tiêu viêm nghi hoặc ánh mắt nam tử hàm hậu cười cung thanh nói tam thiếu gia ta gọi là bội ân là hộ vệ đội trưởng của tộc trưởng đại nhân chuyên môn hộ vệ an toàn của khu buôn bán a a sinh nhật năm trước của thiếu gia bội ân cũng từng gặp nga thì ra là bội ân đại thúc a tiêu viêm chớp mắt một cái tuy không có ấn tượng gì với vị đại hán này bất quá lời giới thiệu vừa rồi của hắn cũng làm tiêu viêm nở nụ cười một khi phụ thân đã tự mình ra lệnh. Vậy tự nhiên sẽ là trực hệ thuộc hạ của hắn, độ trung thành, sẽ không có vấn đề gì. Tuy tiêu gia cũng không phải là một cái siêu cấp thế lực, bất quá trong gia tộc cũng chia làm vài phái, nếu vị đại hán trước mặt là người của mấy vị trưởng lão, vậy hắn cũng không quan tâm, tùy ý đáp lại một chút là được. Trong gia tộc có chút nhàm chán, đi ra ngoài mua sắm chút đồ, bội ân đại thúc, ngươi đi làm việc của ngươi đi, nếu có việc, ta gọi ngươi là được. Thanh âm non nớt của tiêu viêm không có kiêu ngạo của thiếu giam ngược lại khách khí ôn hòa, làm cho tâm tình người ta thư giãn. Một tiếng gọi đại thúc. Làm nụ cười trên mặt bội ân nhiều thêm vài phần, đồng thời cũng càng thêm nhiệt thiết, gật đầu cười nói, vậy tam thiếu gia tùy ý mua sắm đi, trong khu buôn bán đều có người của chúng ta, nếu có việc gì, kêu một tiếng là được. Lễ phép gật gật đầu, tiêu vê im kéo hôn nhi tiến vào dòng người, sau đó biến mất. Mạc Lý mang hai người đi theo Tam thiếu gia, cảnh cáo mấy tên trộm vặt, nếu ai dám động đến Tam thiếu gia và Huân Nhi tiểu thư, sau này cũng không cần lăn lộn ở đây nữa. Nhìn thiếu niên thiếu nữ biến mất, bội ân quay đầu lại quát khẽ, khuôn mặt hàm hậu cũng biến mất, trong tích tắc hóa thành tinh kiền. "Vâng, đội trưởng." Một đại hán trầm giọng gật đầu, vung tay lên, mang theo hai người nhập vào dòng người. "A à a" à, tam thiếu gia đối đãi người khác thật ôn hòa, thực sự làm cho người ta thư thản. Nhìn ba người lẫn vào dòng người, bội ân cười cười, rồi lập tức tiếc hận thở dài, thiếu niên tốt như vậy, đáng tiếc, ai? Tiếc núi lắc lắc đầu, bội ân mang theo thủ hạ tiếp tục đi tuần. Lười nhát đi sau tiêu viêm, huân nhi liếc mắt nhìn dòng người phía sau, nhàn nhạt mỉm cười nói, tiêu viêm ca ca, tên bội ân đó cũng không tệ lắm. Tiêu viêm ừ nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về một cửa hàng linh hồn cảm giác của hắn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường cho nên hộ vệ đi phía sau hắn cũng rõ ràng thu hồi ánh mắt tiêu viêm đi chậm lại cùng thiếu nữ bên cạnh sóng vai mà đi ngửi mùi thơm thanh nhã của thiếu nữ nghiêng đầu hài hước nói chính đoạn đấu khí lại có thể cảm ứng được ba người hộ vệ tinh thông ẩn nặc huân nhi rất xuất chúng a à. huân nhi học bộ dáng của tiêu viêm đáng yêu nhún vai lại lấy ra đòn sát thủ, mỉm cười, trầm mặt. Nhìn cô gái im lặng không nói, trên môi Tiêu Viêm nổi lên ôn thuần nụ cười, vỗ nhẹ đầu cô gái, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy. Thấp giọng cười nói, "Tuy không biết thân phận của ngươi, có bối cảnh thế nào, bất quá, ta chỉ biết ngươi là muội muội của Tiêu Viêm ta, mặc kệ sau này thế nào, nhớ kỹ, đứng sau lưng ta, trời sập, ca ca giúp ngươi đỡ." Nhẹ nhàng cười tiêu viêm vỗ nhẹ tay, cước bộ nhanh hơn, đi về phía trước. Dừng chân lại, Huân Nhi xinh đẹp hai mắt, nhìn theo thiếu niên tiêu sái đi trước, sửng sốt một lúc, Huân Nhi rốt cuộc cũng hồi thần lại, hòa nhã tiếu ý tràn ngập khóe miệng, cuối cùng khuôn mặt tinh mỹ kia tràn đầy dụ hoặc. Dòng người trùng trùng đi lại trong khu buôn bán, thiếu nữ cười nhẹ, thanh nhã dáng người. Giống như hoa sen, thanh nhã lạnh nhạt. Mùi mùi sao? Huân Nhi chính là một nữ hài tử rất tham lam. Ngẩng đầu, Huân Nhi nhẹ nhàng tự nhủ một tiếng, lập tức hé miệng cười nhàn nhạt, đuổi kịp thiếu niên nhàn nhã phía trước. Theo tiêu viêm đi đi lại lại, cũng chậm rãi tiến vào trung tâm của khu buôn bán. Vật phẩm được bán ở đây so với bên ngoài quý giá hơn rất nhiều, cho nên, người có thể đi vào nơi này mua sắm, trong ô thẳng thành coi như có vài phần thực lực. Thừa dịp tiêu viêm tìm kiếm chỗ bán ma tinh, huân nhi cũng nhàm chán đi đến một cửa hàng sạch sẽ bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lên một chiếc vòng tay màu xanh nhạt chất liệu của vòng tay rất bình thường chỉ thêm vào một ít băng ngân làm cho người ta cảm giác mát lạnh rất thích hợp đeo vào mùa hè tuy chất liệu bình thường bất quá nhìn cũng rất thanh nhã tùy ý chơi đồ một chút huân nhi vừa muốn mua nhưng lại nhớ đến tất cả tiền mình có đều cho tiêu viêm vay thoáng quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên đang chăm chú tìm kiếm đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu hướng lão nhân chủ cửa hàng cười xin lỗi buông chiếc vòng tay lại lười nhắc đi về phía trước nàng tính cách đạm nhã rất khó chủ động yêu cầu ai mua cho mình vật gì cho dù là tiêu viêm vừa đi không xa huân nhi có chút nhàm chán vừa định trở về cùng tiêu viêm một đạo thanh lãng tiếng cười bỗng nhiên từ phía trước truyền đến di đây không phải huân nhi tiểu thư sao a à a à, không nghĩ tới sẽ gặp mặt ở đây thật sự là duyên phận a à. Nhẹ nhàng nhíu mày, Huân Nhi nhìn về phía thanh âm phát ra, thấy một đám người đi đến, đi đầu là một vị quần áo hoa quý thanh niên. Thanh niên tuổi khoảng 20, bộ dáng có chút anh Tuấn, bất quá sắc mặt có chút trắng nhợt, đôi mắt nóng cháy nhìn đình đình ngọc lập thanh xuân thiếu nữ, trong ánh mắt, không che giấu ái mộ. Chương 12, Ly Hắn Viễn Điểm nhìn anh Tuấn thiếu niên thần tình hân hỷ, Huân Nhi khẽ nhíu mày, cũng không nghe hắn gọi, xoay người bước đi. Huân Nhi tiểu thư Nhìn thấy Huân Nhi xoay người, bộ mặt tái nhợt của thanh niên anh Tuấn kia lập tức trở nên cấp bách, chân bước nhanh thêm mấy phần, cuối cùng đứng chắn ngang trước mặt Huân Nhi. Bị thanh niên cản đường, Huân Nhi đành phải dừng bước, đôi mắt như thu thủy nhíu lại, nhìn thanh niên với vẻ lười nhát, cũng không nói một lời. Huân Nhi tiểu thư bị nhìn chầm chầm bởi đôi mắt như thu thủy kia, thanh niên suốt ngày chạy theo mỹ nữ kia hô hấp lại trở nên gấp cáp. Thường thường thì mồm năm miệng 10, bây giờ thì một câu cũng không nói ra được. Gia liệt áo thiếu gia, nếu không có chuyện gì, xin hãy đứng tránh sang một bên, ta còn có chuyện phải làm. Nhìn thanh niên vẻ mặt có chút đỏ lên, huân nhi cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, khiến cho bộ mặt của thanh niên đang đứng đối diện chợt trở nên đỏ hồng như có bệnh ha ha, huân nhi tiểu thư, ngươi đến phường thị để mua thứ gì? Vừa lúc tại hạ đang nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đi mua sắm đi. Trong lòng thầm hít vào một hơi, nụ cười trên mặt da liệt áo, sáng lạng mà ôn hòa. Phối hợp với thân phận và tướng mạo của thanh niên, đã từng giúp hắn mấy lần ôm được mỹ nữ về nhà. Gia liệt áo thiếu gia, ta đã nói rồi, ta còn có chuyện. Ngươi có thể tránh ra được không? Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, giọng nói bình thản không có chút dao động. Bị Huân Nhi cự tuyệt thẳng thừng, da liệt áo khóe miệng hơi giật giật, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tay thò vào trong ngực tìm tòi một hồi, cuối cùng rút ra một cái vòng tay, vòng tay có màu vàng lam nhạt, là do sắt kim lam đúc thành, ở chỗ nối của vòng tay có treo một cái ma tinh màu lục được mài thành hình tròn. Ánh sáng màu lục từ đó nhẹ nhẹ tỏa ra, xem ra, chiếc vòng tay được chế tạo rất đẹp đẽ này, cũng rất là xa xỉ. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư có việc, gia liệt áo mà ngăn trở là có chút làm khó tiểu thư rồi. Gia liệt áo cẩn thận cầm chiếc vòng tay, ân cần cười nói, đây là một chiếc vòng tay một linh ta mới đặt ý mua được ở phường thị, tuy không thể coi là vật quý trọng gì, nhưng trên vòng còn có một cái một thuộc tính ma tinh cấp 1, giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục đấu khí. Huân Nhi tiểu thư bây giờ vẫn chưa phải là đấu giả, chiếc vòng này đối với tiểu thư mà nói, quả thực là vật trang sức rất tốt. Một chút thành ý, huân nhi tiểu thư đừng nên cự tuyệt, nếu không, gia liệt áo thật là mất mặt với đám thuộc hạ đó. Nói đến câu cuối, gia liệt áo cố ý trên chút hài hước vào, mà đám thuộc hạ đứng quanh đó cũng phối hợp cực kỳ ăn ý mà cười phá lên. Nhìn hành động của gia liệt áo, đôi mi thanh tú của huân nhi lại nhíu lại, trong lòng thực sự có chút không biết phải làm thế nào với tên mặt dày này vừa định cự tuyệt, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại trên cái ma tinh màu lục ở chỗ nối của chiếc vòng, nhớ đến bộ dạng tìm kiếm khổ sở một cái một hệ ma tinh, lông mi thon dài của Huân Nhi. Không khỏi chớp nhẹ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tự hồ cũng trở nên nhu hòa một chút. Nhìn thấy bộ dáng tự hồ đã động tâm của Huân Nhi, gia liệt áo trong lòng vui vẻ, vội vàng đem chiếc vòng một linh đưa ra phía trước, cười nói, Huân Nhi tiểu thư không cần thách khí, gia liệt gia tộc và tiêu gia đều được liệt vào ô thản thành tam đại gia tộc, giữa hai gia tộc tặng nhau vài thứ đồ, không ai có thể nói ra nói vào gì được. Cầm lấy vòng tay, đem ma tinh đưa cho tiêu viêm ca ca, cái vòng tay đó, thừa lúc hắn. Không chú ý, vứt đi là xong. Trong lòng hiện lên ý niệm có chút giảo hoạt. Huân nhi không hề chần chừ, vừa định đưa tay ra nhận, một bàn tay bỗng nhanh hơn một nhịp, nắm lấy bàn tay nàng. Tay bị nắm, Huân Nhi giật mình, đấu chi khí trong cơ thể cấp tốc lưu động, cổ tay vừa định dằn ra, một tiếng hừ nhẹ của thiếu niên khiến nàng ngoan ngoãn không dãy dụa gì nữa. Ánh mắt khẽ rời, Huân Nhi nhìn tiêu viêm vừa đột nhiên đến phía sau mình, ánh mắt dịch lên trên một chút, cũng nhìn thấy bộ mặt non nớt có chút khó coi. Tên này là người như thế nào chẳng lẽ nào ngươi còn không biết. Hung hăng trừng mắt với Huân Nhi, tiêu viêm trong lòng thầm trách cứ, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói, gia liệt áo thiếu gia ý tốt của ngươi, huân nhi xin nhận, nhưng xin lỗi, chiếc vòng này ngươi hãy thu lại đi. Nhìn thấy không khí giữa mình và huân nhi đã bị phá hoại, trong mắt gia Liệp áo lóe lên một tia giận dữ, có điều, để bảo trì phong độ trước mặt gia nhân, gia Liệp áo đành phải gượng cười, giờ gờ, nguyên văn là da thì cười nhưng thịt thì không cười, mà nói, tiêu viêm thiếu da, ta chỉ là không thấy huân nhi tiểu thư đeo một thứ đồ trang sức gì. Cho nên mới muốn bày tỏ chút tâm ý mà thôi, lẽ nào cậu lại không để một thứ đồ trang sức nho nhỏ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của huân nhi tiểu thư hay sao? Bất đắc dĩ thở ra một hơi. Tiêu viêm liếc mắt nhìn chiếc vòng một liên gia liệp áo đang cầm trong tay, cũng thò tay vào trong ngực lấy ra một chiếc vòng tay màu lục nhạt, bình thản nói, ngươi thích vòng tay. Đây, cho ngươi, đừng lấy đồ của người khác, đã nói với ngươi rồi, không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, không phải là sắc lan, giờ gờ, gian là gian trong cưỡng gian mà, dịch thoát một tí thì cũng là đạo tạch ngươi ngốc nghếch như vậy có khi bị người ta mua mất mà vẫn không biết gì nghe tiêu viêm chỉ tan mắng quý lời nói da liệt áo mặt trở nên lạnh lùng nhưng lúc mắt hắn đảo qua chiếc vòng tay tiêu viêm đang cầm thì ngạc nhiên mà cười chiếc vòng tay trong tay tiêu viêm nhìn từ góc độ chất liệu rõ ràng chỉ là một thứ hàng vỉa hè giá không quá một kim tệ mà chiếc vòng một linh của hắn lại là đồ trang sức có gắn ma tinh chính tông lúc mua, ước chừng tiêu phí mất hơn 1.000 kim tệ, hai chiếc vòng tay, không kể hình dáng, giá cả, kể cả giá trị thực tiễn, khác nhau như trời và đất, không có gì có thể so sánh. Vì thế, gia liệt áo nhìn thấy tiêu viêm tặng cho thiếu nữ xinh đẹp huân nhi một thứ đồ trang sức lẫm như thế. Thật sự có chút nhịn không được mà châm chọc nói, tiêu viêm thiếu gia, dù ta đã biết địa vị của ngươi ở trong gia tộc không cao, nhưng, nhưng ngươi cũng không nên tặng thứ hàng lẫm này cho huân nhi tiểu thư chứ. Không để ý đến sự châm chọc của gia liệt áo, tiêu viêm giật giật tay của huân nhi đang ngẩn người nhìn chiếc vòng tay của cậu, có chút không kiên nhẫn nói, rốt cuộc ngươi có muốn hay không? Dù sao thì cũng chỉ mua mất hai ba kim tệ mà thôi. Suy. Giờ gờ, bó tay mấy cái tượng âm này, nghe tiêu viêm nói, không chỉ gia liệt áo mà ngay cả bọn thuộc hạ của hắn cũng trào phúng cười rống lên nhưng mà bọn chúng không cười được bao lâu thì bỗng dừng lại, tiếng cười như bị chẹn lại ở cổ, tất cả há hốc mồm ra trong cực kỳ buồn cười. Thiếu nữ vốn đang ngẩn người ra bị hành động của tiêu viêm đánh thức, hai tay như là không tự chủ được mà giật lấy vòng tay từ tay tiêu viêm, đến lúc vòng tay ở trong tay mình rồi, Huân Nhi mới hồi phục tinh thần, hành động của chính mình hình như có chút quá háo hức rồi. Bộ mặt xinh đẹp trắng nõn ửng đỏ lên, có điều Huân Nhi cũng không phải như người thường, sau một thoáng ngượng ngùng, liền vội vội vàng vàng đeo vòng tay lên cổ tay trắng muốt của mình, ngần đầu nở một nụ cười duyên dáng thanh nhã với tiêu viêm, cảm ơn tiêu viêm ca ca. Vẻ mặt có chút không tự nhiên nhìn Huân Nhi đang lộ ra tư thái của một thiếu nữ bình thường trước mặt tiêu viêm. Gia liệt áo trên mặt lộ ra vẻ ghen tị, cười khang nói, ha ha, không nghĩ tới sở thích của Huân Nhi tiểu thư lại khác người như vậy, xem ra ta tính nhầm mất rồi. Tiêu viêm liếc mắt nhìn gia liệt áo trước mặt mình, Ánh mắt đảo qua một ngôi sao trên ngực da liệt áo, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, năm trước nhìn thấy tên này, hắn không phải là cửu đoạn đấu khí sao. Không ngờ năm nay đã lại thành công ngưng tụ đấu chi khí toàn rồi, có điều 21 tuổi mới trở thành nhất tinh đấu giả, thiên phú này, miễn cưỡng chỉ có thể coi là thượng đẳng mà thôi, giờ gờ, sạch, bố tivi nổ ghê quá, thượng đẳng còn chê. Nhìn thấy da liệt áo vẫn không có ý định rời đi, tiêu vi miệng hơi động đậy, lời nói mang vẻ lười nhát, hoàn toàn không vì thực lực của đối phương mà khách khí vài phần quan hệ giữa tiêu gia và gia liệt gia tộc vốn không được tốt cho nên tiêu viêm cũng không cần tỏ ra nhún nhường gì cả sờ sờ mũi tiêu viêm nhàn nhạt nói gia liệt áo thiếu gia tính phong lưu của ngươi cả ô thản thành đều biết nhưng huân nhi vẫn còn nhỏ không có thời gian chơi trò yêu đương trước tuổi với ngươi vì thế sau này vì ngươi đi tán tỉnh khuê nữ của các nhà khác đi sau này cách hắn ra một chút. Nói xong câu này. Tiêu viêm cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của gia liệt áo, dựa vào ưu thế hơn tuổi của mình, quay đầu lão khí hoành thu giáo húng Hương Nhi. Nga. Đôi mắt linh động của Huân Nhi chớp chớp, không để ý gì gật gật đầu, gia liệt áo đối với nàng mà nói, chẳng qua là có duyên gặp mặt vài lần mà thôi, còn tiêu viêm đối với nàng mà nói, lại là một người không thể thay thế được, hắn đã nói thế, thì Huân Nhi cũng không phản đối. Vấn đề này đối với Huân Nhi mà nói căn bản không phải suy nghĩ. Chương 13, Hắc Thiết Tiến Tiêu Huân Nhi thản nhiên đáp ứng lời tiêu viêm, da liệt áo khóe miệng run rẩy một trận. Nắm tay nắm chặt trung lên nhẹ nhẹ, ánh mắt âm độc hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt bình thản trước mặt. Một đám thuộc hạ phía sau da liệt áo thấy thiếu chủ vẻ mặt khó coi, liền hiểu ý từng bước tiến tới vây quanh hai người ánh mắt nhìn vào hoàn toàn không có chút ý tốt nào. Sâu trong khu buôn bán người đi lại không ít, xung đột xảy ra khiến không ít kẻ tò mò mà đi tới xem, dù sao hai người đều có chút thanh danh ở ô Thản thành, tiêu viêm là bởi vì cái tên phế vật của hắn, còn gia liệt áo thì lại là một tên bội tình bạc nghĩa, tuy thanh danh không dược tố lắm nhưng cũng có thể tính là hai người nổi tiếng. Nhìn một loạt hành động của đối phương, tiêu viêm nhíu mày, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ hài hước rồi quay đầu lại, đối với một chỗ của khu buôn bán cười nhẹ một tiếng. Nhìn thấy hành động của tiên viêm mọi người tò mò quay đầu lại, liền thấy đội hộ vệ của khu buôn bán do đội trưởng bội ân chi huy với khí thế hung hăng chạy tới. Bộ ân mang theo đội quân hộ vệ rất nhanh chạy tới, bàn tay vung lên, giám hộ vệ dưới tay nhất thời hung hăng kiềm chế đám gia nhân của gia liệt áo, trong khoảng thời gian ngắn song phương có chút khẩn trương bạc kiếm trương nỏ. Tam thiếu gia, có chuyện gì vậy? đến phía sau tiên viêm. Bội ân đầu tiên là nhìn lướt qua bọn người da liệt áo đối diện rồi lập tức cung kính cười hỏi. Tiên viêm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khó coi của da liệt áo, chậm rãi nói, da liệt áo thiếu da, khu vực này là địa bàn của tiêu gia, ngươi nghĩ lúc này có thể động thủ. Gia liệt áo ánh mắt có chút kiên kỵ, sau đó quay đầu đối với tiêu viêm cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc. Nếu ngươi là nam nhân, Ngươi muốn nói với ta nếu ta là nam nhân liền cùng ngươi tỉ thí công bình phải không? Tiêu viêm bỗng khoát tay áo, cười nói cắt ngang lời gia liệt áo. Gia liệt áo cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói, đúng vậy, ngươi có dám. Nhìn vẻ mặt khiêu khích của gia liệt áo, tiêu viêm làm như có chút bất đắc dĩ thở dài, tay sờ tráng, một lát sau mới ngẩng đầu lên, khẽ nhún vai, vẻ mặt thành thực vô tội nói, gia liệt áo thiếu gia, ta hỏi chút vấn đề, ngày năm nay bao nhiêu tuổi? Gia liệt áo khóe miệng giật giật, âm trầm nghiêm mặt không nói một lời. Đại ca, ngươi năm nay 21 tuổi, còn ta bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Ngươi muốn cùng một cái tiểu hài tử chưa cử hành nghi thức trưởng thành quyết đấu. Ngươi chẳng lẽ không biết yêu cầu của mình làm cho người khác đỏ mặt sao? Tiêu viêm thở dài. Trên khuôn mặt lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, làm hương nhi bên cạnh có chút nhịn không được hé miệng cười khẽ. Ha ha! Nghe mấy lời nói vô tội của thiếu niên, dòng binh và thương nhân ở xung quanh nhất thời phát ra tiếng cười. Bích xác, lấy tuổi tiêu viêm giờ phút này nhiều lắm chỉ tính là một thiếu niên ngây thơ miệng còn hôi sữa, mà da liệt áo lại sớm đã trưởng thành, khiêu chiến loại này, thật sự làm mọi người không thể không khinh bỉ trong lòng. Nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh, giống như một chậu nước lạnh làm da liệt áo hồi phục được chút thanh tĩnh, tiêu viêm luôn biểu hiện ra bộ dáng thành thục cùng lạnh nhạt nên mình không tự chủ được mà quên lý tuổi của hắn. Cho nên khi được nhắc nhở, gia liệt áo lúc này mới nhớ lại thiếu niên thiên tài trước mặt năm nay mới 15. Hung hăng cắn chặt răng, gia liệt áo nhìn đám tiêu gia hộ vệ đứng sau tiêu viêm như hổ rình mồi, biết chính mình hôm nay không có cơ hội ra tay giáo huấn, chỉ đành lạnh lùng phải lắc lắc đầu, giọng trầm trầm nói, sau một năm, ngươi sẽ cử hành nghi thức trưởng thành. Hắc Hắc nhìn tên phế vật như ngươi chỉ sợ sau nghi thức trưởng thành sẽ bị an bài đi những nơi xa xôi tận cùng. Về sau ngay cả tư cách tiến vào ô thản thành đều không có, thật sự là đáng thương a. À. Tiêu Viêm miễn cười, nhún vai không trả lời, mi mắt giật giật, không biết vì sao chỉ cần vừa thấy khuôn mặt bình đạm thông dong của thiếu niên trước mặt là lửa giận lại bùng lên. Ngươi là một phế vật, không có việc gì lại giả vờ trước mặt ta bộ dáng cao thâm khó lường chó đó mạnh mẽ đè nén lũa dần trong lòng, Gia Liệt áo hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay lên mang theo đám thủ hạ bỏ đi. Nga, đúng rồi. Cước bộ bỗng nhiên dừng lại, Gia Liệt áo tựa như nhớ đến cái gì quay đầu cười nói, tiêu viêm thiếu gia, nghe nói tiêu gia các ngươi bị nạp lan yên nhiên của nạp lan gia tộc manh mẽ giải trừ hôn ước. Hắc hắc. Kỳ thật cũng không có gì, lấy thiên phú tu luyện của ngươi cũng không xứng đáng với nạp lan tiểu thư, ha ha. Nói xong mấy lời này, Gia Liệt Áo lúc này mới cười to rời đi. Ánh mắt tiêu viêm có chút âm trầm nhìn Gia Liệt Áo rời đi, một tay giữ chặt Huân Nhi bên cạnh, nhàn nhạt nói, một con chó điên mà thôi, hắn cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn cắn trở lại. Nhưng hắn rất quá phận, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn. Huân Nhi khẽ nhíu đôi mi thanh tú, có chút tức giận bất bình nói. A a, à, rồi sẽ có cơ hội. Tiêu viêm cười hít mắt, âm thanh âm âm lãnh phát ra từ khóe miệng làm bội ân ở bên cạnh cũng thoáng phát lạnh một đầu sư tử cắn người cũng không đáng sợ đáng sợ chính là đâu sư tử biết ẩn nhẫn bội ân đại thúc phiền toái mọi người rồi tiêu viêm quay đầu cười thân thiện đối với mấy người bội ân âm trầm khí tức lúc trước trong khoảnh khắc biến thành vui vẻ cùng thẳng thắn trong lòng cảm thán sự thay đổi cảm xúc của tiêu viêm trong nụ cười của bội ân thêm phần kính sợ xuất phát từ nội tâm bất luận tiêu viêm tu luyện thiên phú như thế nào chỉ cần phần tâm trí này thành tựu ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không thấp a à a à, tam thiếu gia nói đùa nơi này vốn là địa bàn của chúng ta sao có thể để người của gia liệt gia tộc đến làm loạn bội ân cười cười nhìn bộ dáng tiêu viêm hết nhìn đông đến nhìn tây sau khi cáo từ một tiếng cực kỳ tự giác mang người lui ra nhìn bọn người bội ân rời đi Tiêu viêm lúc này mới xoay người đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại của Huân Nhi, tức giận nói, ngươi là một đứa ngốc, một cái ma tinh cấp một khiến ngươi động tâm. Tên kia là loại người gì ngươi không rõ sao? Ngươi nhận đồ của hắn, hắn sẽ không lợi dụng chiếm tiện nghi sao? Vuốt lại mấy sợi tóc bị tiêu viêm nhu loạn, Huân Nhi bất đắc dĩ phất phất tay, thứ đưa đến cửa, không cần phải từ chối. Tiêu viêm trợn trắng mắt, có chút dở khóc dở cười, đó cũng không phải thứ trân quý gì, ngươi lại gây chuyên như vậy, ngươi chính là thiếu nữ thiên tài của tiêu gia A. Huân Nhi cao nhẹ cái mũi đáng yêu, dơ lên chiếc vòng trên tay, hài hước nói, thì ra tiêu viêm ca ca cũng một mực chú ý Huân Nhi. Trừng mắt nhìn Huân Nhi một cái, tiêu viêm liền nắm lấy tay nàng, tiếp tục đi về một số cửa hàng ở sâu trong khu buôn bán. Đi qua vài cửa hàng tiêu viêm lúc này mới dừng chân, quay người nhìn một lục sắc tinh thể vẫn còn nhiễm một ít máu, thoải mái thở ra một hơi, cười nói, rốt cuộc tìm được rồi. Tay vừa vươn ra, tiêu viêm định cầm ma tinh lên. Bàn tay cứng đờ lại, trong lòng bỗng mọc lên một cổ cảm giác kỳ lạ. Đầu lưỡi liếm liếm môi, một tay tiêu viêm vẫn như trước nắm lấy viên ma tinh, sau đó ánh mắt làm như không để ý quét qua xung quanh quán. Một lúc sau, ánh mắt tiêu viêm dừng lại tại một khối thiết phiến màu đen bên cạnh ma tinh. Thiết phiến màu đen nhìn rất là cổ xưa, mặt trên phủ hoa văn, nhưng lại có một ít đất chưa được rửa sạch, nhìn qua rất giống vật phẩm mới được đào từ dưới đất lên. Hắc, tiểu viêm tử, đem hắc thi phiến kia mua đi, đồ tốt đó. Tại thời điểm tiêu viêm vì phản ứng của chính mình mà kỳ quái. Thanh âm của dược lão, bỗng nhiên tử trong lòng vang lên. Chương 14, hấp trưởng. Nghe thanh âm trong lòng vang lên, tiêu viêm hai mắt chớp nhẹ, không giấu vết gật đầu không lập tức cầm khối thiết phiến màu đen, tiêu viêm nhẹ nhàng cầm lục sắc ma tinh vẫn còn dính một ít máu, hướng đến vị dông binh nam tử nhìn qua có chút mày trộn mắt chuột, nguyên văn, tạc mi thử nhãn, phía sau quầy hàng cười nói, đây là ma tinh của ma thú nào? Hắc hắc, nhãn lực thiếu gia thật tốt, đây là ma tinh của nhất giai ma thú thôn một hồ, trong nhất giai ma tinh, nó được xem như cực phẩm, vì khối ma tinh này, tiêm nha dông binh đoàn chúng ta. Phải phục kích ba ngày, giết chết năm con thôn một hồ, mới có được một viên ma tinh này. Nhìn thấy tiêu viêm trang phục bất phàm, tên dòng binh nam tử kia lập tức ân cần giới thiệu. Nếu thiếu gia xem trúng nó, chỉ cần 500 kim tệ là được, hắc hắc, vì liệp sát, đi săn, thôn một hồ, chúng ta có mầy vị huynh đệ bị thương không nhẹ. Ngón tay tiêu viêm lau đi vết máu trên ma tinh, quả nhiên phát hiện vết máu còn chưa hoàn toàn khô lại, khẽ gật gật đầu, liếc mắt nhìn hai mảnh kim tinh trên ngực đối phương, tùy ý nói, đắt, bình thường ma tinh cấp một giá cả từ 400 đến 450. Hơn nữa, thôn một hồ tuy cũng là ma thú, bất quá lực công kích không cao, đội viên của người sẽ không phải là đấu giả cũng chưa đạt tới. Khóe miệng giật giật, dòng binh nam tử cười khang hai tiếng, hiển nhiên không nghĩ đến thiếu niên trước mặt lại am hiểu về thị trường và ma thú như vậy, lập tức nói, bảy đi, không thể ít hơn dù sao huynh đệ bọn ta cũng phải sinh sống. Ai? Dòng binh nam tử thở dài một hơi, ánh mắt lo lắng, tiêu viêm cuối người, tại trên quầy hàng cầm loạn một trận, vừa vặn cái thiết phiến cổ quái kia cũng ở trong đó, giơ mấy thứ trong tay lên, 407. Tất cả chỗ này. Mắt nhìn vật phẩm trong tay tiêu viêm, dòng binh nam tử lặng lẽ thở ra một hơi, hoàn hảo vẫn tiện nghi cho mình. Thành, sảng khoái xuất ra một ít đại kim tệ tiêu viêm không nói hai lời xoay người bước đi hắc tiểu viêm tử không tệ lắm mua một đồ vật cũng phải hẹp hòi như vậy lúc xoay người thanh âm dược lão hài hước vang lên trong lòng đám gia hỏa đó đều là gian thương chỉ cần thấy ngươi đối với vật gì có hứng thú vậy vỗ ngựa tăng giá ta không muốn mất tiền oan trong lòng bình thản đáp một câu tiêu viêm cũng không quản thêm cổ quái lão đầu trong giới chỉ cùng Huân Nhi, nhàn nhã đi ra khỏi khu buôn bán, sau đó chậm rãi trở về gia tộc. Chia tay với Huân Nhi, tiêu viêm nóng vội chạy về phòng của mình, sau đó cẩn thận đóng chặt cửa. Quay đầu, nhìn dược lão không biết từ lúc nào đã đi ra, tiêu viêm lấy ra dược vật v à ma tinh mua được, có chút vội vàng nói, thứ cần đều đã có, còn phải làm thế nào? Dược lão cười hắc hắc, ánh mắt tùy ý quét qua tài liệu trên bàn, bỗng nhiên nói, ngươi không muốn xem cái hắc thiết phiến kia sao? Ách! Tiêu viêm ngẩn ra, sau đó lập tức lấy ra hắc thiết phiến, nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới một lần, nhíu mày nói, thứ này. Dùng để làm gì? Dược lão thuận tay tiếp nhận thiết phiến, cười nói, bên trong nó, hình như tồn tại một loại đấu kỹ, bất quá người chế tạo thiết phiến cũng là một luyện dược sư, cho nên... Thiết phiến này chỉ có người có linh hồn cảm giác lực hơn người mới có thể cảm ứng được đấu kỹ. Nghe vậy, tiêu viêm hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, cấp bậc gì? Đấu kỹ trên đấu khí đại lục, độ quan trọng không bé hơn đấu khí công pháp, một môn cao thâm đấu kỹ, có thể làm cho người ta trong lúc chiến đấu, phát huy lực lượng mạnh mẽ vượt xa chính mình. Đấu kỹ cùng công pháp, cũng đều chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai. Đấu kỹ truyền lưu trong giai tầng của người bình thường, cao nhất cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, một số cao cấp đấu kỹ, chỉ có thể đến học viện hoặc tông phái mới có thể có được. Đương nhiên, đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng, sẽ có một số đấu kỹ của tiền nhân, bởi vì nhiều duyên cớ mà bị thất truyền, cuối cùng được một người may mắn nào đó có được, mà bây giờ tiêu viêm có được hắc thiết phiến có thể là do một vị tiền nhân lưu lại. Dược lão lật đi lật lại thiết phiến, một lúc sau mới cười nói, hấp trưởng, huyền giai sơ cấp. Huyền giai sơ cấp. Khuôn mặt vui mừng tiêu viêm cũng không nghĩ đến tùy ý mua một cái đồ hỏng, thế nhưng lại che giấu một huyền gai đấu kỹ, phải biết rằng, trong gia tộc của mình, đấu kỹ cao thâm nhất, cũng bất quá mới là huyền giai trung cấp, hơn nữa chỉ có tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão mới có tư cách học tập. Hấp trưởng, luyện đến đại thành, có thể hấp cự thạch nghìn cân, nếu gặp địch nhân, cùng mảnh hấp lực, có thể đem máu trong người mạnh mẽ rút ra. Đem máu rút khỏi cơ thể. Khuôn mặt cả kinh, Tiêu viêm nuốt một ngụm nước miếng, có chút kinh dị nói, cái này. Quá trâu phải không? Nếu như máu bị rút khỏi cơ thể, ai còn có thể sống? Thứ này đương nhiên chỉ có thể đối phó với đối thủ cấp bậc kém hơn hoặc bằng ngươi, nếu gặp đối thủ mạnh hơn, người ta trực tiếp mượn hấp lực tới gần ngươi, không hay ho gì cả. Dược lão đem thiết phiến ném lại, nhàn nhạt nói, xem ra hắn đối với đấu kỹ này đánh giá cũng không cao. Dược lão là đại nhân vật, tự nhiên ánh mắt rất cao, nhưng trong mắt tiêu viêm, đây chính là cao cấp đấu kỹ A, lập tức vui mừng cầm lấy hắc thiết phiến, cười nói, cho dù thế nào, hấp trưởng so với đấu kỹ bình thường trong gia tộc cũng tốt hơn rất nhiều, về sau, sẽ học nó. Suy, bằng ba đoạn đấu khí của ngươi, có thể hút được một nhánh cây cũng đã rất tốt, còn muốn hấp máu người. Lắc lắc đầu, dược lão biểu môi nói. Trừng mắt một cái, tiêu viêm cũng mặc kệ cổ quái lão đầu này, tự mình ôm thiết phiến, bật cười hắc hắc. Nhìn bộ dáng của ngươi kìa, một cái huyền giai sơ cấp đấu kỹ đã bị mê thành như vậy, thật là dọa người. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dược lão cầm ma tinh trên bàn lên, phân phó tiêu viêm, đi mang một cái chậu nước to đến đây. Thấy dược lão muốn khai công, tiêu viêm nhanh chóng thu hắc thiết phiến lại, lật đà lật đật chạy đi chuẩn bị. Bên trong phòng im lặng, Dược lão tay trái cầm Tử Diệp lan Thảo, mắt khẽ nheo lại, một lúc sau, nhẹ nhàng thở một hơi, trên tay trái bỗng hiện lên một ngọn lửa màu trắng. Ngọc lửa vừa xuất hiện, trong phòng, độ ấm tăng lên rất nhiều. Mắt không chớp nhìn ngọn lửa màu trắng kia, trong lòng Tiêu Viêm có chút trung động, hắn rõ ràng quá trình luyện dược sư luyện dược, nhưng đấu khí ngoại phóng, hóa thành thực chất, cho dù là phụ thân của mình, cũng không thể làm được a. À. Sắc mặt lạnh nhạt, ngọn lửa màu trắng trong tay dược lão thoáng bốc lên, đem gốc tử diệp lan thảo cắn nuốt vào. Ngọn lửa bốc lên. Tử diệp lan thảo trong tích tắc bị đốt thành một ít chất lỏng màu xanh biếc. Tay phải lại cầm một gốc tử lan diệp thảo, trực tiếp ném vào bên trong ngọn lửa. Sau khi đem ba gốc tử lan diệp thảo toàn bộ ném vào, dung dịch màu xanh biếc kia trở nên lớn hơn rất nhiều. Chất lỏng màu xanh, tại trong ngọn lửa không ngừng động đậy, nhiệt độ nóng cháy, không ngừng thiêu đốt tạp chất trong đó theo ngọn lửa thiêu đốt chất lỏng màu xanh biết càng ngày càng nhỏ đi một lúc sau chỉ to bằng độ lớn của một ngón tay tiếp theo dược lão lại đem hai cây tẩy cốt hoa đưa vào trong ngọn lửa sau khi nung chảy đem nó hòa vào trong chất lỏng màu xanh sau đó chính là luyện hóa ma tinh ba bước này kéo dài khoảng một giờ mà sắc mặt của dược lão vẫn tràn đầy tinh thần không có một điểm mệt mỏi sau một giờ, ma tinh cứng trắng, đã bị nung chảy thành một chất lỏng màu xanh nhạt, cùng bạo năng lượng ẩn chứa trong ma tinh, cũng bị dược lão dùng dược tính thần kỳ phối hợp, loại ra ngoài. Trong bàn tay, ngọn lửa màu trắng dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn trong bàn tay dược lão huyền phù một giọt chất lỏng màu phỉ thúy, bằng cảm giác lực hơn người, làm tiêu viêm rõ ràng cảm ứng được năng lượng trong chất lỏng này lớn đến thế nào. Lão sư, cứ như vậy nuốt vào sao? Tiêu viêm chớp chớp mắt, có chút không kịp đợi. Muốn chết thì cứ trực tiếp nuốt vào, bằng mấy cái kinh mạch của ngươi, sẽ lập tức biến thành phế vật chân chính. Trừng mắt nhìn tiêu viêm, dược lão nhẹ nhàng búng tay, phỉ thúy chất lỏng hòa vào nước bên trong bồn, nhất thời, một bồn trong suốt nước hóa thành màu xanh. Sau này, ở trong đó tu luyện, bằng thiên phú của ngươi, trong một năm đạt tới bảy đoạn, không phải việc khó. Dược lão vỗ vỗ tay, mỉm cười nói. Tiêu viêm trong lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng gật đầu. Nga, suýt nữa quên mất loại dược thủy này, chỉ có thể kéo dài hai tháng, nói cách khác, ngươi mỗi hai tháng lại phải mua một lần dược tài hôm nay. Dược lão cười nói, khuôn mặt cứng đờ, Tiêu viêm có chút muốn khóc, gật gật đầu. Thứ này quả nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được. Chương 15, Tu luyện. Ánh mặt trời ấm áp theo cửa sổ chiếu vào. Điểm sáng căn phòng sạch sẽ. Bên trong phòng, thiếu niên xích lỏa thân hình, khoanh chân ngồi bên trong một bồn, chậu gỗ, hai tay giao tiếp, bày ra một cái kỳ dị ấn kết trước người, hai mắt đóng chặt, hô hấp vững vàng. Bên trong một bồn, thủy dịch, chất lỏng, màu xanh biếc, thoáng gợn sóng. Phản xạ ra vài điểm dị mang, có điểm thần kỳ. Ngực thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, rất có tiết tấu cảm giác, theo thời gian tu luyện duy trì thủy dịch dần tản ra một dòng khí, dòng khí mang theo màu xanh, chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên mà tiến vào cơ thể. Khí lưu, luồng khí, nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên, tự hồ tản mát ra một ánh sáng như ôn ngọc. Dường như đã nhận ra đấu khí trong cơ thể càng ngày càng sung mãn, trên khuôn mặt của thiếu niên hiện lên nụ cười vui mừng. Thường đáo điểm đầu, thiếu niên vẫn chưa dừng tay, hai mắt vẫn đóng chặt, thủ ấn trên ngón tay vẫn bất động trầm thần ngưng khí bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất tiếp tục tham lam hấp thu ôn hòa năng lượng trong thủy dịch màu xanh thủy dịch màu xanh nhiễm vào da thịt của thiếu niên theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể thiếu niên ôn dưỡng cốt cách thanh tẩy kinh mạch tại động tác như không bao giờ dừng lại của thiếu niên càng lúc càng có nhiều luồng khí theo thủy bồn phiêu tán ra cuối cùng ẩn ẩn che đi xích lõa thân thể của thiếu niên tu luyện trong vòng tâm phế thực khổ tu chậm rãi qua đi, ánh mặt trời chiếu vào dần dần yếu đi, nhiệt độ nóng bức cũng chậm rãi hạ xuống. Bên trong một bồn, thiếu niên hai mắt đóng chặt đem dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể, lông mi khẽ chớp động, một lúc sau, hai con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra. Bên trong hắc đồng, bạch mang hiện lên như trước, bất quá lần này cũng mang thêm màu xanh nhàn nhạt. Chậm rãi thở ra một hơi, thiếu niên thần thái sáng láng chớp chớp mắt sau đó đứng mạnh lên tùy ý thủy hoa bọc nước lạnh lẽo từ trên người chảy xuống miễn cưỡng vương vai một cái cảm nhận đấu khí sung mãn như cách đây ba năm có chút mê say thì thào tự nói theo tiến độ này chỉ sợ hai tháng nữa là có thể trùng kích vào ngũ đoạn đấu khí từ lần đem những thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ tiêu viêm đã ở trong phòng hơn nửa tháng trong nửa tháng ngoại trừ ăn uống và vài vệ sinh cá nhân còn đâu đều là trốn trong phòng thanh tu Tuy mấy ngày tu luyện có chút buồn tẻ, bất quá đối với người trải qua 3 năm bị xem thường và châm chọc như tiêu viêm, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. 3 năm bị châm chọc, làm hắn rõ ràng, thực lực trên mảnh đại lục này, trọng yếu đến mức nào. Mấy ngày này tuy tu luyện mệt nhọc, nhưng thành quả cũng để hắn tràn đầy vui mừng. Linh dịch dược lão luyện chế ra, tuy dược lực rất mạnh, nhưng cũng vượt xa dự kiến của tiêu viêm thậm chí là cả dược lão vốn nghĩ cho dù có dược lực của linh dịch, tiêu viêm ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới có thể đạt tới tứ đoạn đấu khí, nhưng không nghĩ đến hắn lại mạnh mẽ đem thời gian rút ngắn một nửa. Đối với việc này, ngay cả dược lão cũng nhịn không được kinh dị đối với hiệu suất tu luyện của tiêu viêm, tuy nói việc đó cùng tiêu viêm từng đi qua con đường này có chút quan hệ, nhưng tốc độ như vậy cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng, tu luyện đấu khí, trụ cột là khó luyện nhất, sơ giai thập đoạn đấu khí, người tốn 10 năm, thậm chí 20 năm cũng không phải số ít. Đương nhiên, một khi trở thành đấu giả chính thức, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Trước khi trở thành đấu giả, thời gian một năm có khi chỉ có thể tăng đấu khí lên một đoạn, nhưng sau khi tiến vào đấu giả, nói không chừng có thể trong một năm thăng lên vài tinh. Tại loại trước sau tu luyện cực kỳ khác nhau này, biểu hiện của tiêu viêm trong nửa tháng cũng làm cho người khác sợ hãi không hề lo lắng đi ra khỏi một bồn, tiêu viêm quay đầu lại nhìn chất lỏng màu xanh càng ngày càng ít, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó bị chính mình hấp thu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cái này có thể duy trì nửa tháng tu luyện còn lại sao? Đem nước còn động lại trên thân thể lau sạch, tiêu viêm tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên giường, từ dưới gối lấy ra khối hắc thiết phiến. Vết bẩn trên thiết phiến đã được tiêu viêm cẩn thận rửa sạch, tổng thể có chút thông lượng, tản ra u u ánh sáng, rất có thần bí cảm giác. Nửa tháng nay, tiêu viêm ngoại trừ tu luyện, tâm thần còn lại toàn bộ đều đặt ở huyền giai sơ cấp đấu kỹ này. Mà nửa tháng này, dưới sự chỉ điểm của dược lão, tiêu viêm cũng dần dần nắm giữ cách dùng hấp trưởng, bất quá do đấu khí trong cơ thể quá ít, vẫn chưa thấy rõ hiệu quả thực chất. Làm tiêu viêm có chút tiếc nuối. Hai tay đem thiết phiến ép vào bên trong, hai mắt tiêu viêm chậm rãi nhắm lại, linh hồn cảm giác, thuận theo cánh tay, ngựa quen đường cũ tiến vào trong thiết phiến. Theo tiếng hô hấp vững vàng của tiêu viêm, trong phòng, lại bình tĩnh xuống. Lại là một thời gian dài yên tĩnh, tại một khắc, tiêu viêm trên giường, hai mắt mở mạnh ra, hữu trưởng khẽ gấp lại, tạo thành trảo hình trạng thái, đạm bạc đấu khí trong cơ thể, theo ý thức khống chế nhanh chóng xuyên qua vài kinh mạch và huyệt vị của bàn tay, cuối cùng hấp lực phun ra. Phanh theo hướng bàn tay một cái bình hoa trên bàn lay động vài cái cuối cùng rơi xuống đất theo một tiếng vang thanh thúy hóa thành mảnh nhỏ trên mặt đất ai tuy đấu kỹ là huyền dai nhưng đấu khí lại quá yếu căn bản không phát huy được bao nhiêu uy lực nhìn phá hư lực mà mình tạo thành tiêu viêm biểu môi bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm theo hiệu quả này muốn hút được một người ít nhất cần thất đoạn đấu khí mới có thể làm được tính vậy đi đấu kỹ đường của gia tộc xem có đấu kỹ cấp thấp nào thuận tay không hấp chưởng trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn hiện tại một khi đã có thể tu luyện đấu khí vậy không thể giống như trước kia ngốc nghếch tu luyện hít một hơi tiêu viêm bò xuống giường ánh mắt liếc hướng hắc sắc giới chỉ sau đó đẩy cửa bước ra hít mắt lại sau khi thích ứng một chút ánh mặt trời tiêu viêm lúc này mới cẩn thận đem cửa đóng lại nhàn nhã đi trên con đường đầy đá vụn chậm rãi đi đến hậu viện hai bên con đường trồng nhiều cây cổ thụ xanh biếc làm cho người ta tinh thần chấn động chuyển sang một con đường một trận thiếu nữ tiếng cười cũng từ một cái đường khác truyền ra không khí yên tĩnh bị quấy rầy tiêu viêm nhíu mày nhìn qua thanh âm phương hướng thấy một đám thiếu nữ cười duyên đi tới trong vài vị tú lệ thiếu nữ một vị dung mạo vũ mị thiếu nữ đang hé miệng cười khuôn mặt lộ ra một cổ vũ mị phong tình làm cho vài vị thanh sát thiếu nữ bên cạnh có chút tự ti thiếu nữ này chính là người tại trách nghiệm quảng trường đại xuất phong đầu tiêu mị ánh mắt lạnh nhạt liếc qua xinh đẹp thiếu nữ từng đi theo mình không ngừng gọi biểu ca khuôn mặt non nớt của tiêu viêm hiện lên một trận châm chọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu không lưu luyến thu hồi ánh mắt đi đến cuối đường tiếng cười mang đủ hấp dẫn của tiêu mị bỗng nhiên yếu đi nàng nhìn vị thiếu niên bên trái cách đó không xa ánh sáng biến mất tại chân trời. Chiếu vào vị thiếu niên tay gác trên gáy, khuôn mặt lạnh nhạt, hết sức mê người. Một đôi con ngươi có thể câu hồn đoạt phách, nhìn vị thiếu niên càng ngày càng tới gần, nhìn khuôn mặt không biết là đang tươi cười hay châm chọc của hắn, tinh thần của tiêu mị, bỗng nhiên có chút hoảng hốt không hiểu. Ba năm trước, vị thiếu niên đó, khóe miệng, vẫn thường lộ ra một mặt tươi cười làm cho người ta say mê.